Mình sẽ cắt mồi trước nhá. Cái miếng mồi đầu tiên là miếng mồi cực kỳ quan trọng mọi người ạ. Đó vào đi. Bắt đầu mình sẽ bẻ. Mọi người sẽ bỏ cân này để bẻ. Đây, anh em cùng xem cái lát cắt của nó này. Đây chắc chắn sẽ là chiếc bàn cắt gạch dài nhất ở thời điểm hiện tại của Ruby. Model của sản phẩm là Ruby Tiger 1800, cắt gạch chuyên dụng 1m8 trở xuống. Để sở hữu em này thì số tiền mọi người bỏ ra cũng phải lên tới 13-14 triệu tùy vào từng thời điểm giá mà bên hãng họ đưa ra. Hôm nay thì mình sẽ unbox và cắt thử cho mọi người cùng xem. Những đường cắt của mình sẽ để ở cuối video, cắt gạch 1m4. Cái này thì mình đoán nó sẽ là cái đế để mọi người là gọi là cái cữ bắt ngang sang nhá. Xốp rất là nhiều luôn, bảo vệ là tốt. Bên trong là đây là một lưỡi đi kèm theo máy. Lưỡi này là lưỡi cán dài. Lưỡi cán dài với đường kính là 22. Rất là đầm luôn. Đây là hai cái vị trí thanh chốt là nó sẽ giữ lại được cái trục đặc này của bàn ấy. Trục đặc này thì sẽ có đường kính là phi của nó là phi 25 nhé mọi người. Phi 25. Thì mình chưa unbox là vội, mình sẽ dơ phía dưới đáy cho mọi người cùng xem này. Đây, toàn bộ bằng nhôm. Thiết kế toàn bộ bằng nhôm nhá. Đó. Bàn khổ 1m8. Mình sẽ tháo cữ ra trước. Đây là cữ đi kèm theo máy này, một cái này. Một cữ đi kèm theo máy này. Và đây, mình sẽ unbox tiếp. Thì mình mới thấy ở trên sản phẩm ấy thì là nó sẽ có 3 thanh cữ nhá mọi người. Đây, thêm 2 cái nữa này. Thanh cữ bắt ngang này, bắt ngang này. Và đây, một số các con ốc và các đầu để mình lắp vào cái thanh cữ đây. Hết rồi. Cái lưỡi được đi kèm theo máy đây. Mọi người cùng xem nhé. Đây là lưỡi chính hãng của Ruby luôn. Nó sẽ có ngàm này. Lưỡi thì mình sẽ lắp ở vị trí trên đầu này. Rồi, lưỡi thì mình sẽ lắp ở vị trí trên đầu này. Cái này tháo ra được này. Đó. Đây. Mình sẽ nhét từ bên dưới lên. Nó có cái lỗ. Đấy, như thế này. Sau đó là mình sẽ vặn chặt lại. Mình sẽ sử dụng cái này vặn chặt lại. Có nam châm. Nam châm sẽ ở phía dưới đây. Nhá, nam châm sẽ ở phía dưới đây. Đó, di chuyển rất là dễ dàng luôn đấy. Các bác cùng xem. Cái này thì mọi người sẽ tháo ra được này. Nó chỉ là cái giữ để trong lúc vận chuyển thôi. Mọi người sẽ tháo ra cho mình. Mọi người để cuối hoặc để đầu đều được. Đấy, cuối hoặc đầu đều được nhá. Cuối và đầu đều được. Do là gạch 1m8 sẽ là gạch chuyên dụng thì mình chỉ kiếm được gạch 1m2 thôi. Và rất là nặng thì mình sẽ sử dụng hít. Hai cái hít của Ruby, hít 1 và hít 2 thì mình nâng lượng nó vào nhá. Và bây giờ thì mình sẽ cắt thử luôn tới cho mọi người cùng tham khảo. Rất là nhẹ luôn. Mình sẽ tháo cái bộ bảo vệ này trước ra này. Mình sẽ cắt mồi trước nhé. Cái miếng mồi đầu tiên là miếng mồi cực kỳ quan trọng mọi người ạ. Đó vào đi. Bắt đầu mình sẽ bẻ. Mọi người sẽ bỏ cân này. Rồi bẻ. Đây, anh em cùng xem cái lát cắt của nó này. Đó. Ok, mình sẽ khuyến mại luôn thêm cho mọi người nữa một lát cắt nữa.
Do là gạch này là gạch 1m04, 1m40. Thế nên là muốn sử dụng được thì phải hai người làm cùng một lúc thì nó mới khỏe được nhá. Đây, mình sẽ cắt tiếp lần nữa đây. Mồi trước này, đẩy ra. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đang tẽ dần này. Đó, cái vết gạch cắt đang tẽ dần này. Dí mạnh cái là sẽ tẽ đôi ra luôn.